Anh trộm, em cướp. Ở một làng nọ, có hai anh em nhà nghèo mồ côi cha mẹ từ bé. Người anh tên là Bảy Giao, người em tên là Chính Quỳ. Vốn người lực lưỡng nên hai anh em rất ham luyện võ. Ôi trời ơi, có ăn cướp bà con ơi, ăn cướp, bà con ơi, cướp, cướp. Cuộc sống mồ côi cha mẹ từ bé, không có ai nương tựa dạy bảo, lại thêm cuộc sống nghèo túng, bần hàn, nên anh em Bảy Giao, Chính Quỳ dựa vào sức vóc và tài võ nghệ của mình mà hành nghề móc túi, cướp bóc, lâu dần mà thành những tên cướp thành thạo, bạo dạn. Trời ơi, cướp, ăn cướp, quân ăn cướp, bố người ta quân ăn cướp. Bà dám kêu à? Lão không có kêu nữa đâu. Xin hai cậu tha cho bà cháu lão đi. Nhà lão chẳng còn ai đâu hai cậu ơi. Bên ngoài thì to rộng nhưng mà trời ơi, giờ chẳng còn gì đâu. Nhà lão vừa trải qua đại họa, cả con trai và con dâu lão cũng mới bị tai nạn mà chết hết rồi. Bỏ lại cho lão già hai đứa cháu mồ côi tội nghiệp này. Tôi xin hai cậu thương tình mà bỏ qua cho bà cháu lão đi. Tôi mong hai cậu niệm tình biết được nhà lão cũng là dân trong làng trên xóm dưới với nhau. Mà tha cho nhà lão, bố mẹ của chúng nó mất hết rồi. Lão chưa có sức để đi làm nữa. Nhà chỉ còn chút lương thật cầm đói cho hai đứa cháu nhỏ thôi à. Đi. Hai cậu ơi, xin để lại cho lão chút lương thật đi. Sao chúng mày sức vóc trẻ khỏe, có tài có sức, lại không chịu làm việc gì có ích hơn, mà lại đi cướp bóc của dân lành thế hả? Sao chúng mày sức vóc trẻ khỏe, có tài có sức, lại không chịu làm việc gì có ích hơn, mà lại đi cướp bóc của dân lành thế hả? Nhà lão vừa trải qua đại họa, cả con trai và con dâu của lão cũng mới bị tai nạn mà qua đời hết rồi. Bỏ lại cho lão già hai đứa cháu mồ côi tội nghiệp này. Hai đứa trẻ ấy cũng giống như anh em mình. Mồ côi? Anh vừa nói gì vậy? Chính Quỳ, anh em mình cứ làm nghề này mãi cũng chẳng khá lên được, rồi chỉ gieo tiếng ác về sau, đến đời con cháu cũng chẳng ngóc đầu dậy được. Anh đang nghĩ đến hai đứa trẻ mồ côi cháu của bà lão hồi hôm qua anh em mình cướp phỏng hả? Chúng nó cũng mồ côi như anh em mình, rồi thì khổ sở lắm. Hôm qua tự dưng em cũng mơ thấy cha mẹ nữa. Hả? Thật ư? Mày mơ thấy cha mẹ thế nào? Em thấy mẹ chỉ nhìn anh em mình mà khóc, còn cha thì chỉ xuống dòng sông nói anh em mình nên tắm rửa sạch sẽ đi. Có khi nào cha mẹ đang trách mắng chúng ta không? Cha có nói dùng tài năng đi phục vụ mọi người để tích đức về sau. Mình trả lại đồ cho bà cháu mồ côi bên làng, anh cũng thấy vui phải không? Coi như mình giúp hai đứa trẻ đồng cảnh ngộ với mình, mày có thấy thế không? Hai anh em mình bỏ cái nghề này đi, tìm việc khác đi làm. Sức vóc như anh em mình kiểu gì chả kiếm được việc. Có như vậy cha mẹ dưới suối vàng cũng có phần yên lòng anh ạ. Nhưng giờ làng trên xóm dưới gần như đều biết tiếng tăm anh em mình, có ai dám thuê chúng ta làm nữa đâu. Mình ơi là mình ơi, sao khổ thế này hả mình? Có chuyện gì vậy bác? Lại một người nữa bị thiệt mạng. Sao lại thiệt mạng hả bác? Chuyện là thế này, ở bên kia là cồn dừa nước, chi chít trậm rịch như rừng, người ta gọi là cồn tàu. Ở đó có một con quỷ độc ác. Con quỷ đó có hai bộ hạ là hổ và lợn rất dữ tợn, hoành hành trong rừng. Nghe đâu đã từ lâu khu rừng đó là vùng đất thiêng, chỉ thuộc sở hữu của con quỷ đó thôi. Nó đã lập lời nguyền, hễ ai xâm phạm đều phải nộp một mạng người. Có nhiều người vô ý chỉ đến chặt một gánh củi, nhưng chưa kịp ra khỏi cồn đã bị con quỷ sai bộ hạ quật chết. Vì thế đã lâu rồi không ai dám lai vãng. Nay nhà anh này mới chuyển đến đây ở, không biết vào đó kiếm củi nên mới ra cớ sự thế này. Thật là vô lý, rừng là của chung, cớ sao lại ngang nhiên dành riêng lãnh thổ cho mình chứ?
anh em mình thử vào rừng xem mặt mũi con quỷ đó ra sao, tìm cách triệt hạ chúng, biết đâu lại giúp được về cho dân làng, cũng là cách mình chuộc lỗi, quay lại cuộc đời lương thiện. Anh nói cũng phải, thế anh em mình đi ngay đi. Kẻ nào dám đến địa phận của ta làm càn, có giỏi thì chúng mày xông ra đây quyết chiến một phen đi. Kha khen cho tụi bay tự đem mãn đến nộp cho ta. Con quỷ sai hổ và lận đến lấy mạng bảy dao chín quỳ. Nhưng anh em họ vốn giỏi võ nghệ nên chiến đấu không ngừng nghỉ suốt mấy ngày mấy đêm với hai bộ hạ hung dữ của con quỷ. Đuối sức, chín quỳ bị đánh thương nặng, bảy dao phải cõng em bỏ chạy khỏi Cồn Tàu. Xem chừng bọn quỷ này rất gớm ghiếc, nếu chỉ dùng sức e rằng anh em mình không thắng nổi đâu. Hay là thế này đi anh. Nghe tin ngài linh thiêng nên anh em tôi ngu muội không biết sức mình mà đến quấy phá. Nay em tôi bị thương nặng chẳng thể làm gì, cũng coi như đã cúng một mạng cho ngài. Thấy ngài tài giỏi sức mạnh vô biên, vậy xin ngài rộng lượng thu nạp chúng tôi làm bộ hạ của ngài. Ngài bắt làm gì chúng tôi cũng xin phục theo. Nhãi nhép, các ngươi còn dám dẫn bạn đến đây xin ta thu nạp ư? Không sợ ta sẽ cho đi tông luôn cái mạng lép của ngươi sao? Mà đầu ta tin lời ngươi. Ngài cứ bình tĩnh, nếu ngài không tin thì xin cứ theo tôi. Chẳng giấu gì ngài, anh em tôi hành tẩu giang hồ bao lâu nay, không có nhiều nhưng mà cũng gọi là chiếm được một khoảng rừng nhỏ làm của riêng cho mình. Tuy không to như Cồn Tàu của ngài, nhưng mọi thứ tốt tươi chả kém gì đây. Tôi sẽ dẫn ngài đến đó, nếu ngài ưng bụng, chúng tôi xin cống nạp cho ngài, coi như thu về một mối. Tôi cứ đi trước dẫn đường. Tôi mà nói sai lúc đó, ngài cứ lấy mạng tôi cũng chưa muộn mà. Bay đâu, cứ đi theo nó. Nếu phải như vậy thì ta sẽ có một khoảng rừng rộng lớn, tha hồ mà làm bá chủ. Còn không thì lấy mạng chúng cũng chưa muộn. Lũ nhãi nhép chúng mày dám lừa ta. Thưa bà con, lâu nay anh em tôi đã làm nhiều điều sai trái. Để chuộc lỗi với bà con, anh em tôi quyết tìm cách diệt trừ quỷ ác ở vùng Cồn Tàu. Nay Cồn Tàu đã được quy phục, vùng đất đó thuộc về tất cả bà con dân làng chúng ta. Anh em tôi xin mời bà con vào khai phá để làm ăn sinh sống. Giỏi quá, con quỷ đã bị tiêu diệt rồi. Anh em họ thật là dũng cảm. Chỉ xin bà con cho anh em tôi một đường lui, được cùng bà con sinh sống tại quê hương. Từ nay chúng tôi xin hứa sẽ làm ăn lương thiện, không bao giờ dám làm điều sai quấy với bà con nữa. Đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại. Hoàng hô bảy dao chính quỳ, hoàng hô bảy dao chính quỳ. Cà phê của anh đây. Cảm ơn. Chào bác Tâm. Chào cậu Mạnh. Bác ngồi cà phê luôn cùng cháu nhé. Ừ. Xin các ngài làm ơn làm phúc. Cảm ơn ngài. Trời ạ, bác Tâm ơi, sao bác lại dễ mũi lòng thế? Những người này lắm chiêu lắm, toàn là ba hoa bốc phét, tự bịa ra những hoàn cảnh đáng thương để xin tiền thôi. Sao cháu lại nghĩ như thế? Cũng phải cùng cực lắm, họ mới phải đi ăn xin. Giúp đỡ được chừng nào thì tốt chừng đó. Chỉ là những đồng tiền lẻ thôi, nhưng với họ lại quý lắm. Thật ra không phải vì mấy đồng tiền lẻ đâu, mà cháu đã từng bị mắc lừa rồi. Đã có lần cháu chẳng chần chừ mà cho họ đồng tiền cuối cùng mình có, vì nghĩ rằng người ta cần tiền hơn cháu. Đây, ông cầm lấy. Cảm ơn ngài, ngài thật là tốt bụng. Thôi chết, mình quên chìa khóa ở công ty rồi, phải quay lại lấy thôi. Hôm nay được một tên, cho hẳn tờ 200 ngàn, chà chà. Chỉ cần tốn tí nước mắt là có tiền nhậu. Xem ra đây là một nghề khá đấy, ai bảo lừa thiên hạ khó nào. Rõ thật là. Đấy, bác xem, bọn họ thật ra chẳng đáng thương tẹo nào. Họ chỉ giỏi bịa chuyện để lừa gạt thôi. Có thể có những người như cháu đã gặp, nhưng không phải tất cả những người ăn xin đều như vậy. Cháu biết không, khi giúp đỡ người khác, cháu đã làm được một việc thiện. Điều đấy đáng giá hơn sự hoài nghi bị lừa dối. Nếu chỉ vì sợ bị lừa dối mà cháu không giúp đỡ người khác,
thì cháu cũng chỉ giữ lại cho mình những đồng tiền lẻ. Và cũng từ đó, cháu sẽ cạn dần đi lòng trắc ẩn đối với nỗi khổ, sự khó khăn của con người. Đó mới là điều đáng sợ cháu ạ. Ủa, hôm nay đợi mãi mà không thấy Bác Tâm đâu nhỉ? Đến giờ đi làm rồi. Em ơi, thanh toán cho anh. Thưa anh, đây là tiền thừa ạ. Cảm ơn. Lại gì nữa đây? Cậu làm ơn làm phước cho kẻ nghèo hèn này chút cơm cháo qua ngày. Xin cậu rủ lòng thương, lão còn một đứa cháu nhỏ đau ốm mà chẳng mong gì hơn được miếng bánh lót dạ. Cháu biết không, khi giúp đỡ người khác, cháu đã làm được một việc thiện. Điều đấy đáng giá hơn sự hoài nghi bị lừa dối. Đây, bác cầm lấy chút tiền lẻ này đi. Ồ, cảm ơn cậu. Thôi chết, mưa mất rồi. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình. Cuộc đời này vốn có những hoàn cảnh thật éo le mà. Đó chẳng phải là ông lão ăn xin sáng nay mình gặp đó sao? Hôm nay cháu sẽ không phải chịu đói nữa. Lúc sáng có một người đàn ông tốt bụng đã cho ông tiền rồi. Nào, ăn bánh đi, cháu sẽ nhanh khỏi ốm thôi. Vì sợ bị lừa dối mà cháu không giúp đỡ người khác, thì cháu cũng chỉ giữ lại cho mình những đồng tiền lẻ. Và cũng từ đó, cháu sẽ cạn dần đi lòng trắc ẩn đối với nỗi khổ, sự khó khăn của con người. Đó mới là điều đáng sợ cháu ạ. Đúng là mất đi sự cảm thông, lòng trắc ẩn đối với nỗi khổ của người khác mới là điều đáng sợ nhất trên đời. Subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.